bạn xoay Rubik như thế nào? Không phải là xoay Rubik thông thường nữa, mà bạn có thể chơi như thể bạn đánh piano. Lúc đầu, câu hỏi tưởng chừng khó hiểu, nhưng lý thuyết nhóm trong toán học sẽ giúp bạn có câu trả lời dễ dàng, chỉ cần bạn sẵn sàng nghe. Trong toán học, một nhóm là một tập hợp các yếu tố, có thể là tập hợp các nguyên tố, có thể là tập hợp các số nguyên, hoặc các mặt của khối Rubik hoặc là bất cứ thứ gì khác. Tất cả chỉ cần tuân theo bốn nguyên lý hoặc định lý này. Định lý đầu tiên tất cả các nhóm đều phải phụ thuộc một nhóm phân tử duy nhất. Tương tự bởi nhóm các mặt Rubik, bất cứ hành động nào như xoay một mặt về phía này hoặc phía kia, mà đó vẫn sẽ giống như một mặt khác trong nhóm. Định lý thứ hai, ta dùng mở ngoặc đơn đặt vào vị trí bất kỳ trong một dãy các phép tính giống nhau thì kết quả vẫn không đổi. Nói cách khác, lần đầu tiên, khi ta xoay mặt Rubik về phía bên phải 2 lần rồi một lần, tiếp theo cũng giống như xoay về phía bên phải một lần rồi hai lần cũng như với con số 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1. Định lý thứ 3, bất cứ phép tính nào của nhóm cũng sẽ có một phần tử đơn vị. Khi thực hiện phép tính giữa phân tử đơn vị với phân tử bất kỳ trong nhóm, kết quả vẫn bằng phần tử đó. Cũng như vậy, khi xoay mặt Rubik và cộng số nguyên tố, phần tử đơn vị ở đây sẽ là 0, không có thú vị phải không? Định lý thứ tư, mỗi phân tử trong các nhóm sẽ có một phân tử, gọi là phân tử nghịch đảo của nó. Ví dụ, trong tập hợp số, khi hai số đó cộng lại với nhau nó sẽ bằng phân tử đơn vị là không. Vậy nên, hai số này sẽ tự loại bỏ nhau. Như định lý ta đã biết rồi, vậy thì mục đích của nó là gì? Khi ta tìm hiểu sâu hơn những định lý cơ bản này, ta sẽ khám phá ra những tính chất mới. Ví dụ như, hãy nhìn vào một khối Rubik có 6 mặt, nó là một nhóm thỏa mãn tất cả bốn định lý trên nhưng bây giờ sẽ là với nhiều yếu tố và phép tính hơn. Chúng ta có thể xoay từng hàng dọc và ngang của mỗi mặt của Rubik. Mỗi một vị trí là một hoán vị. Số lượng phân tử của một tập hợp càng nhiều, thì số hoán vị sẽ ra càng nhiều. Một khối Rubik có 43 x 10 mũ 30 hoán vị. Vậy nên, cố gắng xoay khối Rubik một cách ngẫu nhiên thì không phải là một phương pháp hay. Tuy vậy, chúng ta có thể sử dụng lý thuyết về tổng hợp để phân tích khối Rubik và tìm ra trình tự của khoán vị để dẫn tới cách giải. Và trong thực tế, rất nhiều người chơi đã làm như vậy, cho dù chúng ta vẫn sử dụng cách xoay lần lượt. Và điều này không chỉ tốt cho việc giải những mảnh ghép, lý thuyết này cũng được sử dụng trong âm nhạc bằng cách hữu dụng. Một cách để hình dung một hợp âm là viết ra tất cả 12 nốt nhạc và vẽ chúng thành một đường tròn. chúng ta có thể bắt đầu bằng một nốt bất kỳ nhưng hãy chọn C là nốt ở đỉnh đường tròn hợp âm nhận được gọi là sự giảm bớt thứ bảy bây giờ hợp âm này là một tập hợp gồm bốn nốt này chúng ta có thể thực hiện một phép tính là đem nốt ở cuối để lên cùng trong lĩnh vực âm nhạc nó được gọi là sự nghịch đảo và nó là một sự tương đương với một phép cộng mỗi một sự đảo ngược lại thay đổi âm thanh của hợp âm đó nhưng nó vẫn mãi sẽ là sự giảm bớt thứ bảy Có thể nói, âm nhạc đã thỏa mãn định lý thứ nhất, người soạn nhạc dùng phép mệnh đảo để điều khiển trình tự của hợp âm và cho những âm vụ. Trên một bản nhạc, sự nghịch đảo trông như thế này, chứ chúng ta có thể biến nó thành một hình vuông như thế này. Chẳng hạn, nếu chúng ta bọc xung quanh khối Rubik với những nốt nhạc như thế mỗi mặt của khối Rubik là một điệu nhạc du dương. Chúng ta có thể diễn tả kết quả như một sự phát triển của hợp âm, dần dần từ sự lạc điệu đến sự du dương. Vậy nên hãy giải khối Rubik của bạn ngay và luôn.